Phạm Đoan Trang có tôn trọng sự thật không? Vài năm gần đây, Phạm Đoan Trang, sáng lập viên của luật khoa tạp chí và nhà xuất bản tự do, đã trở thành một trong những nhà chống cộng được trọng vọng nhất trong làng dân chủ tại Việt Nam. Truyền thông chống cộng đã không ngừng mô tả Trang như một nhà báo có lương tâm, chỉ bảo vệ, không khác gì ngoài sự thật. Nhưng đó có phải là thực tế? Không, vì trong thực tế, Trang từng đưa tin sai sự thật, từng để phe phái ảnh hưởng đến ngòi bút của mình và cũng từng cố tình nói dối. Lần đưa tin sai gây ấn tượng nhất của Đoan Trang là báo cáo Đồng Tâm xoay quanh vụ nổ súng ở xã Đồng Tâm sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Vấn đề lớn nhất của báo cáo Đồng Tâm nằm ở chỗ nó đã bị tự kiểm duyệt để trở thành một trong những ấm phẩm tuyên truyền chủ quan vào một chiều. Thay vì một bản tường thuật khách quan và đa chiều để giúp người đọc tìm kiếm sự thật, có thể nhận thấy vấn đề này qua ít nhất hai biểu hiện. Thứ nhất, báo cáo Đồng Tâm tránh đề cập đến tất cả những chi tiết gây bất lợi cho tổ đồng thuận. Nhưng việc nhóm này đòi quyền sử dụng những khu đất mà họ chưa từng Như việc nhóm này đòi hỏi quyền lợi sử dụng khu đất mà họ từng được giao sai luật. Việc bản đồ Google Maps cho thấy kết quả đo đạc của họ là sai, còn của chính quyền là đúng. Việc ông Lê Đình Kình dùng thông tin sai sự thật để lấy giá đất lôi kéo người dân đòi đất. Để có thể tuyên bố rằng hầu hết tăng vật thu giữ tại hiện trường là đồ gia dụng, nên không thể xem là bằng chứng bạo động, báo cáo đã tránh nhắc đến một thực tế rằng số tăng vật trên bao gồm cả dao bầu gắn trên tuyếp sắt bom xăng, pháo hoa. Báo cáo cũng tránh nhắc đến các clip cho thấy tổ đồng thuận đã dùng pháo hoa để tấn công công an. Quan trọng nhất, báo cáo viết rằng công an đã tấn công vào nhà dân mà không thông báo, trong khi các bằng chứng cho thấy tổ đồng thuận đã dùng bom xăng, pháo hoa để tấn công trước khi công an mới dựng rào chắn ở cổng làng và chính hành động phạm tội quả tang này khiến công an có quyền được sử dụng vũ lực với họ. Thứ hai, báo cáo đồng tâm vừa coi mọi lời kể của tổ đồng thuận như sự thật không thể bàn cãi, vừa không tường thuật đầy đủ những lời kể của phía công an. Đây là một cách làm vô trách nhiệm khi mà lời kể của tổ đồng thuận chứa không ít thông tin sai sự thật. Ví dụ bà dư thị thành kể rằng công an tấn công vào nhà ông kình khi cả nhà đang ngủ, trong khi chính báo cáo đầu tâm kể rằng đêm đó tổ đồng thuận thức để chuẩn bị chống trả bằng vũ lực. Vì sao Đan trang lại đưa tin sai như vậy? Một trong những lý do là thái độ thiên vị phe phái, phân biệt địch ta. Trang coi công an là địch, tổ đồng thuận là ta và bài báo tốt nhất là bài báo có lợi cho ta, có hại cho địch. Sự khách quan không còn chỗ đứng trong lối làm truyền thông như thế. Và Đoan Trang cũng từng cố tình nói dối các nhà tài trợ. Như vụ scandal tài chính của nhà xuất bản tự do hồi tháng 7 năm 2020, cung cấp bằng chứng về một vụ việc như thế. Sau khi xin một tổ chức nước ngoài 28.700 đô la tiền tài trợ khẩn cấp để giúp 8 thành viên nhà xuất bản trang trải cuộc sống khi lẩn trốn công an, Trang đã thuyết phục 5 thành viên góp tiền vào quỹ nhóm và dùng tiền với mục đích khác hoàn toàn. Đa phần số tiền này không được sử dụng để in sách mà thực chi để làm từ thiện, thuê nhà cho Đoan Trang và một số thành viên nòng cốt của nhà xuất bản tự do và quay phim cho Đoan Trang thay mặt nhà xuất bản tự do nhận giải Free Vitals. Chi phí để thuê đạo diễn quay clip dài 3 phút là 12 triệu đồng, gấp 3 lần mức lương cơ bản. Như vậy, Đoan Trang giống như một tuyên truyền viên bất chấp mọi thủ đoạn hơn là một nhà báo đưa tin khách quan công bằng. Chắc chắn Đoan Trang sẵn sàng hy sinh sự thật vì những mục tiêu khác.